Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 1 tháng 5 ha. Âm lịch là 1 tháng 4. Chỉ còn một tuần nữa thôi là lễ Phật Đản ở Hàn Quốc thì làm lễ Phật Đản là ngày 8 tháng 4 âm lịch. Do đó là nó sẽ trùng vào ngày 8 tháng 5 âm lịch. Mà hôm nay là rất là khẩn trương rồi, do gia đình mình còn chưa làm xong được cái chánh điện tạm nữa quý vị. Thành ra là hôm nay sư cô sẽ đặc biệt quay từ trong nhà ra vườn cho quý vị thấy là cái không khí nó khẩn trương như thế nào. Mà ở cái giờ phút linh thiêng này, đạo tràng mình toàn là bánh bèo không. Đây, một đội bánh bèo đầu tiên, sáng giờ vẫn chưa cắm xong bình bông. Một đội bánh bèo khác, một gian sơn đồ ăn trong này. Bánh bèo rất tranh thủ. Đây, đây là tất cả bánh trái của đạo tràng Anh San gửi lên. Thiệt 1001 lần, chị Nga ơi, chị có đang coi livestream không? Sư cô cùng đạo tràng ngàn lần tri ân đạo tràng Liên Hoa Anh San. Hàng tuần là đều gửi nhân lực lên, không chỉ gửi nhân lực phá giỏ đan lên mà gửi nhân lực, gửi bánh lên để mà tiếp tế luôn cho đạo tràng của sư cô. Sau đó là mình sẽ đi ra vườn nha. Bây giờ là mang dép này đi, mình mang dép này cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra vườn. Hôm nay sư cô đã sắm được một chậu bông hương thảo Rosemary rồi. Vui quá là vui. Đi thôi, mình sẽ ra coi dàn bánh bèo của sư cô làm ăn sao nha. Đây là toàn bộ cái nhà kiến. Hôm trước là mình đã làm xong đó. Thì để cho cái nhà kiến này nó bớt xấu thì sư cô sẽ cải tạo bếp bên ngoài để mà trồng hoa sao nhái, là cái loài hoa dễ trồng nhất, đó là cosmos đó. Không biết Việt Nam mình kêu bằng bông gì, bông nhái hả, bông én hả, hoặc sao nhái, tiếng Hàn là cosmos. Thì bây giờ đây, nhìn một đội bánh bèo của sư cô sáng sớm đã cầm cuốc ra đồng để cuốc trồng hoa đó. Đây, đây là có những bạn đi từ rất xa đến luôn. Không cần phải lượm sỏi kỹ lắm đâu con. Bông này nó sống được. Nó không có dạng như hướng dương đâu. Được rồi, tầm này là được rồi. Tầm này được rồi, được, đẹp rồi. Ok, hồi nãy nói cô cái gì ở gì đó, bữa anh Tài nói trong này còn cái đen đen gì để phủ cây đó. Thì đem ra để mà tận dụng phủ cái này luôn nha. Đó. Rồi xin em, đằng sau là cái đen đen đó đúng không? Đây, một bạn rất là ruột rà luôn, dịu tâm, tuần nào cũng về với sư cô hết. Một bánh bèo rất là xiên. Không, chết tới đây thôi con ơi, bên này khỏi trồng đi. Trồng ở đó nó không có nắng, nó cũng không có lên được đâu bé. Ừ. Rồi, bên này là cái đội này đang làm dây điện cho nhà kính. Bây giờ mình sẽ vô coi cái công trình 11 giờ đêm hôm trước là các đội sắt người ta đã làm như nào nha. Anh Tài ơi, xong hồi dẹp cái đống này cho sư cô luôn nha. Dẹp cái đống đây chứ không có để đây được. Tuần sau lễ mấy đứa nít nó về là té. Mình cất ở đâu, mình để đâu. Con nói anh Tài sẽ tự biết đường mà, anh Tài sắp xếp. Đây, mình sẽ bước vô coi nhà kính của mình như nào. Đội này khác hẳn liền à, không cần nhiều người nhưng mà rất chất lượng quý vị, giỏ đen mà. Đây là cái nhà kiến hôm trước mình đã làm được. Đêm hôm qua là một đội Phật tử Việt Nam đã mang sắt đến để mà bắt cái này quý vị. Phải nói là xúc động cực kỳ luôn quý vị. Mà coi livestream của đạo tràng thì biết là hôm qua là sư cô dẫn toàn quân lên Seoul lần đầu tiên tham gia diễu hành đèn lồng. Mà vì ni trưởng là rất là nhiệt tình mà đoàn là mình đi cuối cùng. Cho nên khi mà mình về lại tới Pachu này là 10 giờ rưỡi hơn, gần 11 giờ đêm. Thì là cái đội đó cũng vừa làm xong xuống cái này, nó là sắt 50, sắt 50-100, sắt rất là lớn để mà kê nguyên cái này, 9 tấm half pan hả? Đó, 9 tấm gỗ lớn, xong rồi mấy ảnh làm cho cái bục đi lên cũng rất là đẹp. Đây, toàn bộ là công trình đêm qua vừa xong để mình làm chánh điện tạm ở cái chỗ này nè quý vị. Làm xong rồi thì thấy cái nhà kiến quá là nhỏ luôn. Hôm nay là hôm qua là Phật tử về là không có đủ chỗ ngủ lại rồi đó. Sư cô không biết làm thế nào với cái mật độ ngày càng tăng như thế này. Mà cái chùa mình thì nó không nở ra được. Sức chứa ơi, trong cái nhà bên kia thì không thể nào quá 50 người, đó là 50 người ngồi thôi. Còn ngủ thì nó phải khác đúng không ạ?
hôm qua cô nhìn Phật tử lăn lộn ngủ ở giữa nhà mà không biết làm sao. Rồi mình nghĩ là mình làm cái nhà này thì chắc là sẽ chịu đựng được qua ấy, nhưng mà số lượng Phật tử về đông như vậy là lễ này chắc là cái nhà kiến này cũng sẽ không đủ sức chịu đựng đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ tạm thời là như vậy, thì mình cái hạng mục sắp tới là mình phải lót cái thảm để trong cái sàn này và lót cái thảm ở trên cái chánh điện này. Đó là trong tuần này là mình phải hoàn thành xong. Rồi mình đi qua xem một nhóm làm bên nhà vệ sinh nữa. Ở đây là đạo tràng có các nhóm, một nhóm cơ khí là chuyên, một nhóm bên này là xây dựng, rồi một nhóm hàng sắt. Nhóm hàng sắt hàng xong là đi rồi, đi trong đêm luôn, tại vì cái anh đó phải đi làm ngày chủ nhật. Cái anh có đang coi livestream không? Sư cô rất là cảm ơn và rất là xin lỗi luôn nha, thiệt ngại ghê luôn đó. Rồi một đội thợ xây đó, phá vỡ đen là lúc luôn siêu ngầu. Anh mang ghế qua luôn hả? Chưa trải thảm mà anh, chưa trải thảm mà phải trải sàn đó anh. Con mang ghế đó để làm cái thang. À ok, vậy thì được, ghế rất là đẹp. Ừ, nhà mình đã mua được 200 cái ghế này quý vị, tại vì mình đó, ghế rất là đẹp luôn, rất là gọn gàng luôn. Cứng cáp rất là đẹp luôn. Ghế này để mình ngồi bàn, bây giờ mình mua bàn nữa là xong. Bây giờ hiện tại là mỗi một chủ nhật, có do chùa mình không có gần ra lắm, do đó là mỗi một chủ nhật như vậy là mình phải có tới 5 đến 7 chuyến đi đón Phật tử từ ga về. Mà do đạo tràng không có một chiếc xe lớn nào hết quý vị, cho nên đi đón bằng xe 7 chỗ, 4 chỗ, mỗi lần đón được có 4 người, 5 người, 9 người. Nó rất là mệt luôn. Thì sư cô thông qua livestream này kêu gọi quý Phật tử nào mà có bằng lái xe y chung á, bằng lái xe mà lái xe được 25 chỗ trở lên đó, thì hỗ trợ nhà chùa trong cái việc mà đưa đón Phật tử trong dịp lễ sắp tới được không ạ? Tại vì bây giờ là cứ bình quân một tuần về là phải chùa phải đi đón phải 5-7 chuyến mới từ ga vô mới hết được Phật tử. Đêm hôm qua là đã chở về hết 5 chuyến rồi, tại vì xe thì đậu ít đây thôi, nhưng mà Phật tử không có xe thì nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên hôm qua là 11 giờ đêm mà mình đã đón 5 chuyến Phật tử về từ ga rồi, hôm nay vẫn đón thêm 3-4 chuyến nữa mà vẫn còn người. Cho nên là cô nghĩ tới lễ từ đây về sau á, là mình sẽ rất cần người đưa đón. Thì đạo tràng có thể chuẩn bị, có thể là sẽ mua một chiếc xe cũ để cho đưa đón Phật tử một lần nó tiện hơn, xe 25 chỗ. Nhưng mà vấn đề là không có người có bằng lái 25 chỗ, kể cả sư cô cũng không lái được xe 25 chỗ nữa. Nên là nếu Phật tử nào mà có bằng lái thì hoan hỷ về chủ nhật ha, mỗi chủ nhật đưa đón Phật tử giúp sư cô nha. Rồi bây giờ mình đi qua thăm nhóm cơ khí bên này. Ở đầu tràng mình có hai nhóm rất là ngầu, phải nói thật sự ngầu, tức là đến và đi như một cơn gió, làm việc rất là hiệu quả. Đó là một nhóm làm sắt, làm xong là không thấy hình dạng luôn, đi mất tiêu. Nhóm thứ hai là nhóm bên này cơ khí làm những việc mà bánh bèo không làm được. Hello cơ khí. Bỏ khẩu trang ra, đúng rồi, người hùng của cô Hiếu. Thiệt sự là cô hay gọi lắm, bánh bèo nó rất là bánh bèo. Nó ra là nó phải mang ủng, nó đội nón, nó mang tất, nó mang vớ, mà không biết nó làm bao nhiêu. Còn vỏ đen của sư cô là gì đây, cái gì đó bao tay là mang sẵn trong người rồi, vô chùa cái là xong ra luôn. Thậm chí nhiều khi không ăn không uống đi về luôn, làm những việc như là cửa nẻo rồi nè, mấy cái cửa mà nó hở đó quý vị, mùa đông là sẽ bị gió lùa vô là nó đông đầm đá hết nguyên cái nhà vệ sinh luôn. Cho nên mấy ảnh đến là thấy không được rồi, là mấy ảnh sẽ hàng lại hết cửa cho mình. Nhớ làm cái chỗ thông khí giùm sư cô luôn nha. Thông khí trong nhà vệ sinh. Ok, đó, anh làm luôn cái đồ thông khí cho nhà vệ sinh mình. Nói chung những việc rất là thích luôn. Đây trên lầu nữa, thành ra là đội cơ khí. Đội này cũng không bao giờ xuất hiện nhiều trên livestream. Chắc bữa nay lần đầu tiên anh nghe răng anh cười đó quý vị. Tuần nào anh đến xong rồi anh đi một phát. Hôm nay sư cô đã trồng được cái cây này. Trời ơi, phải đem đi khoe. Cây này gọi là cây bundu, đó là cây Phật đầu, hoa Phật đầu, tức là cái nó như cái búi trên đầu của Đức Phật vậy nè. Cho nên nó rất là đẹp. Đây là hoa đăng bích thôi ha, hoa có thể bự ra thành như cái tô luôn. Sư cô mua cây nhỏ thôi để trồng cho nó dần dần lên, nếu mà nó hợp phong thủy thì sẽ trồng nhiều thêm nữa. Thường các chùa hàng trồng cây này rất là nhiều ha, vì nó đẹp mà cái tên hoa nó cũng có ý nghĩa đó. Đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đây là những cái hoa hôm trước mà mình đã đi chợ mua về được. Bây giờ đã trải rồi, chắc giờ quý Phật tử chưa có thấy hoa đâu.
chưa có thấy hoa đâu vì mới trải hạt hoa thôi. Sư cô và quý Phật tử ở trong chùa đã cải tạo đất để mà trồng hết mấy cái hạt hoa ở đây rồi. Thì cái bông này là mình mua để trưng cho lễ mà cũng sẽ chưa có đủ. Cho nên quý Phật tử nào mà nhà mà bán hoa hoặc là có quen cái tiệm hoa thì có thể cúng hoa cho chùa ha. Thì bây giờ là một nửa nhóm, những nhóm này là ngủ lại chùa, đêm qua thì sáng ra là ăn sáng xong là làm luôn. Thì còn một nhóm nữa thì thường là 9 giờ các bạn sẽ đến chùa, đó là nhóm sinh viên mà đi từ ga vào thì chùa mình sẽ có điểm đón là 8:20 tại ga. Ga Kupapa, sư cô nhắn lại một lần nữa, tại vì tuần sau là cái lượng Phật tử về chùa rất là đông, cho nên Phật tử nào mà không có xe về chùa nghe cho kỹ giùm ha, là mình sẽ đón ở Kupapa là line số 3, và cái điểm đón thứ hai đó là Kim Ninh ở cái ga mà Trung An chọn Ison nha. Kim Ninh, tại vì Kim Ninh là có chỗ đậu xe lâu, chứ quý Phật tử ra trễ á, là người đi đón là phải có chỗ đậu xe an toàn chứ không là sẽ bị phạt tiền. Cho nên là cô rất là khuyến khích quý vị đi ra Kim Ninh, tại vì từ chùa mình ra Kim Ninh nó gần hơn, hai nữa là không bao giờ kẹt xe cái lối đó, thứ ba là đứng đậu xe rất là an toàn. Còn khu Pa Pa là cái chỗ quá là đông và sầm uất, cho nên nó là rất là khó để mà đậu xe được ha. Thành ra là quý Phật tử nào mà không có xe tuần sau thì chịu khó đăng ký trước để chùa sắp xếp xe đi đón ha, là Kim Ninh với lại khu Pa Pa. Giờ 9 giờ mình sẽ có thêm một cái đội phụng sự viên rất là hùng mạnh nữa về để phụ, thì trong hôm nay thì sẽ xong. Ngoài ra có những cái hạng mục như hôm trước sư cô có chia sẻ với lại quý vị offline ở đây cũng như quý vị online đó, là chùa mình còn rất là thiếu thốn rất là nhiều thứ, cho nên nó là có những thứ mà mình không có nói qua sóng trực tiếp được luôn. Thì ví dụ quý Phật tử về thì góp ý cho sư cô trong cái hạng mục này mình sẽ mua cái nguyên vật liệu như vậy đó, nó sẽ tiết kiệm hơn. Chẳng hạn sắp tới mình phải làm một cái container để cho các cái trẻ em, các em nhỏ đến chùa có cái địa điểm sinh hoạt, chứ cái nhà thì nhỏ như vậy mình tụng kinh niệm Phật nấu ăn mà mấy em không có chỗ chơi rất là tội. Rồi cái nhà bên này là phải trải thảm, rồi cái chánh điện tạm thì chưa có Đức Phật nữa, chưa có hào quang, chưa có bất kỳ một cái gì hết. Nói chung là tất cả đều là con số 0. Thành ra là quý vị có thể về để mà cùng góp ý với sư cô. Và đặc biệt là lầu 2 chúng ta phải làm một cái phòng khách tăng. Chùa mình là chùa ni thì phải làm phòng khách tăng để cho quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức chư tôn đức ni đến thì cũng có cái chỗ để mà nghỉ lại thoải mái hơn. Thì còn rất là nhiều hạng mục cần cái sự góp ý của anh chị em. Ở đây sư cô cũng cố gắng nỗ lực hết sức để mà hỏi thăm các kiểu để coi là cái thông tin như thế nào để mà mình mua nguyên vật liệu được rẻ nhất. Nhưng mà dĩ nhiên thì cái biết của cô nó cũng rất là hạn chế, cho nên quý vị mà biết một cái lĩnh vực nào đó thì về giúp chùa ha. Thì hôm nay cũng là trong không khí khánh đản về rồi, kính chúc quý Phật tử cùng gia quyến luôn được bồ đề tâm kiên cố và luôn tinh tấn tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một nhóm đào đất sang lắp mặt bằng, có những thành viên rất là bé nhỏ. Lại đây con. Inside here, xin em phụ cô inside em nhau hi em nhau ha seo he. Ha chuna, nói đi con. Ừ rồi, cực rồi, mệt rồi. Gia đình mình rất là đông. Này, tuần sau là Phật đản cho nên là tuần này rất là căng thẳng luôn, khẩn trương. Khẩn trương để sang lắp mặt bằng phía trước nhà. Bên này là có chừng cào trúng mấy cái luống mà đang trồng rau nghe. Hết đống rác triệu quên rồi tới đống củi triệu đô hay sao đó quý vị. Cái công cuộc dọn rác chưa từng là có kết thúc luôn đó. Đây. Bên trong là đội giỏ đan. Cho sư cô bước qua chút nha. Trong thì là đội giỏ đan. Đội này là đang bắt dây điện. Quý vị có thấy đèn không? Đây là mấy cái đèn led mà các anh bắt từ sáng tới giờ. Đội này là do mình nhà tường, nhà gạch đó thì còn dễ. Đây là không có một cái sợi dây điện gì hết, không có ổ điện nào hết. Mình phải tự chế ra, tự thiết kế để cái chánh điện nó có đèn. Rồi.
hôm nay là sau khi mình đã làm xong chánh điện tạm sơ sơ đó quý vị, đã bắt cờ, bắt đèn, bắt điện được và trải thảm, ghế bàn sơ sơ, thì mình sẽ bắt đầu trang trí lễ đài. Đúng là cây nhà lá chùa luôn. Thật ra là thiếu thốn trăm bề, cho nên nó là ở đây còn chưa thỉnh được cái tượng Phật về thờ nữa, nên là phải chữa cháy bằng cách là in một cái backdrop như thế này để làm lễ đài tạm đó. Rồi đây là cái sân khấu mà hôm trước các anh Phật tử Pachu này đã về hạng khung sắt cho mình, rồi một nhóm đến đã trải thảm đỏ, nhìn cũng đỡ lắm rồi. Nhưng mà nó là cái nhà kính đó nên thiếu thốn đủ thứ, giờ là phải bắt đèn pha, đèn led dây, bóng tiếp cho nó sáng sân khấu lên, rồi ôi loa âm ly gì đều không có hết, dây âm thanh các kiểu. Sư cô không thể tin được là làm một cái chùa bé bằng cái kẹo thôi mà nó đủ thứ linh tinh tốn kém như này. Cờ dây, cờ vây các kiểu toàn là đồ đi lượm về không. Đây là... Đó anh đó, anh đến anh lấy, anh đưa máy cắt đó con. Thế anh ra cầm cho anh đi. Anh Hải mang cái máy hàn sắt qua cho mình mượn nè. Trời, nhà còn chưa có cái máy hàn sắt nữa quý vị. Mỗi lần mà cần hàn cái gì là đi mượn. Đi muộn miết rồi, chắc sắp tới phải mua cái máy hàng sắt quá. Đây đúng ra phải mua là 20 cái bàn thì mới ngồi đủ. A Di Đà Phật, cô cảm ơn anh Hải. Anh Hải ơi, về hỏi ấy coi mua cái máy ở đâu để sư cô mua luôn đi. Chứ mỗi lần thấy chùa là dùng liên tục rồi mà cứ mượn hoài là không được rồi đó. Thôi thì cô cứ mượn đi. Thôi, sư cô mua luôn đi. Thiệt. Chứ đang bận đi làm mà còn phải chạy qua nữa. Thì đó, anh kiếm giùm sư cô cái link đi. Ở đây đúng ra là phải mua 20 cái bàn thì 40 cái bàn quý vị mới có đủ chỗ cho Phật tử ngồi. Nhưng nhà mình mua xong 20 cái bàn là hết tiền, nên giờ là khúc trên là có bàn, khúc dưới là không có bàn. Khủng khiếp không? Chắc khúc dưới ngồi ghế luôn. Một gian sơn. Giờ quý Phật tử ngày nào cũng đến hết. Ở đây sắp tới thì cần rất là nhiều nhân lực luôn quý vị. Chùa không có điều kiện đó, cho nên phải nói là rất là cần người về phụ cho quý Phật tử nào mà có trong tuần hay là cuối tuần gì cũng vậy. Nếu có thời gian thì có thể hoan hỷ về để công quả giúp cho chùa nhé. Dạ. Ở đây là hôm nay là cái mé này thì trồng cây, chiều giờ thì Phật tử đi tưới cây, tưới cộ rồi. Chỗ này là mình đi trồng mỗi ngày. Dạ mô Phật, cô cảm ơn anh Hải lắm nha. Dạ. Đây là mình làm bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc. Đây là bảy đóa sen để mới có một cái tiểu cảnh chút chút cho Phật tử về xem á, do mình còn ngổn ngang quá, chưa có thiết trí được lễ đài cho nó ổn. Bây giờ đây là cái bông sen sư cô tự uốn sắt, tự may cánh, tự lắp luôn. Các cái khúc gỗ mà hôm trước mấy cây gỗ chết ở nhà mình còn lại đó, quý thầy cưa ra đó, thì giờ mình tận dụng làm bục luôn quý vị. Đây